Xin chào tất cả các bạn. Mình là Kiwi, còn đây là em mình, tên là Anna. Hôm nay mình đã mặc đồ ông già Noel là em. Mình mặc đồ bông hoa. Các bạn thấy gì ha? Đây là cây Noel của ba mẹ mình. Ở đây có ông già Noel nữa nè, nhìn xem mọi người đẹp lắm. Đây là những món quà ông già Noel tặng cho tụi mình nè, nhưng hai tụi mình không biết gỡ. Còn đây là ngón bông này, thì các bạn thấy ngón bông này không? Các bạn ơi, các bạn hãy xem cái lon này đi, nó quá là đẹp luôn á, nó dư mị nè. Để các bạn nhìn nè, nó quá lon lon luôn. Đây, bươm nhà em này hơi từ cũ màu. Vậy Anna năm nay có phải là em bé ngoan không? Dạ có. Em bé ngoan năm nay xứng đáng được bao nhiêu gói quà? Anh 10 gói quà luôn. Năm nay Kobe muốn ông già Noel tặng cho Kobe món quà gì? Ca là con mô một món quà mà đồ chơi con thích nhất là cho bắn cung. À còn Anna, năm nay Anna muốn được tặng quà gì? À, chỉ cần quà màu hồng là được thôi đúng không? Có trái tim. À có trái tim nữa. Rồi ok, bây giờ hai anh em ôm nhau một cái nào. Ôm nhau một cái, ôm anh một cái đi. Rồi mình chào các bạn khán giả. Chào các bạn khán giả. Vậy xin chào các bạn khán giả đi nào. Rồi chào các cả các bạn. Chúc các bạn sao? Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ, hạnh ngang, được bạn quà. Anna chúc gì nào? Các bạn có món quà ông nhà nó em tặng cho các bạn, món quà có đồ chơi bí mật.